Xin chào các bạn, tôi là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa Đức Trọng, và trong video ngày hôm nay thì Trọng sẽ chia sẻ với các bạn là sau cắt mí các bạn nên dùng thuốc gì. Cắt mí nó là một cái dịch vụ tiểu phẫu rất đơn giản thôi. Bác sĩ tác động vào cái vùng da ở vùng mí mắt và phía trên lông mi. Sau khi mà làm xong thì các bạn có thể về được ngay, nhưng thường cũng có thể có tình trạng là bị bầm tím nhẹ, sưng nhẹ, bị đau nhẹ. Thế thì thông thường như vậy các bác sĩ thường là kê đơn thuốc cho các bạn sử dụng dự phòng, kết hợp với để hướng dẫn các bạn cách chế độ chăm sóc hợp lý. Thì hôm nay Trọng sẽ chia sẻ với các bạn là những loại thuốc nào mà các bác sĩ có thể dùng sau khi cắt mí nhé. Thứ nhất đó là một loại kháng sinh. Kháng sinh thì các bác sĩ có thể dùng những kháng sinh nhóm kinh khí, ví dụ như bạc tanh. Kháng sinh này thì có tác dụng là vừa dự phòng thôi, và liều lượng thì bác sĩ dùng là liều rất thấp thôi, có thể một viên. Loại thuốc thứ hai mà các bác sĩ có thể dùng đó là những loại thuốc chống sưng, ví dụ như là Atrai. Những thuốc này thì các bác sĩ có thể cho bạn dùng liều từ 4 đến 6 viên một ngày nha, các bạn dùng tới lưỡi, có tác dụng làm giảm sưng nề các bạn ngay sau khi cắt mí. Và loại thuốc thứ ba mà các bác sĩ hay dùng nhất thì đó là dùng thuốc đó là paracetamol, có thể làm giảm đau. Thường thì là có thể bác sĩ dùng cho bạn dùng 2 hoặc 3 ngày, nhưng chỗ Nha Trọng thì bác sĩ chỉ dùng có 1 ngày thôi, vì thực ra thì cái này các bác sĩ ở thẩm mỹ viện Trọng có tay nghề cao rồi, nên là những cái tác động để làm thật nhẹ nhàng và không đau sau khi quá trình làm là tỷ lệ rất cao, trên 90%, nên là thường các bạn dùng có 1 ngày vào buổi đêm trước khi các bạn xong cho bạn cắt mí thôi nhé. Và ngoài ra thì các bạn có thể dùng những loại thuốc bôi tại chỗ như là dùng nước muối để sát trùng, dùng vancomycin để bôi vào cái vết thương thì ngay sau khi làm như vậy, hoặc có thể là dùng thuốc sát khuẩn betadine bôi sau khi vệ sinh vết thương hàng ngày. Đấy là những cái loại thuốc mà các bác sĩ có thể dùng ngay sau khi cắt mí. Ngoài ra đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, nếu trong trường hợp các bạn là bầm tím thì các bác sĩ có thể kê cho các bạn dùng long huyết để làm giảm sưng nề nhé. Thì trên đây Trọng vừa mới trình bày cho các bạn xong tất cả các loại thuốc mà có thể dùng sau khi cắt mí. Và nếu các bạn nào mà cắt mí mà đang có thai hoặc bầu thì cũng có thể vẫn cắt được, và bác sĩ sẽ điều trị tốt cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trọng, và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.